Xin chào mọi người đến với kênh QVB cuộc sống miền Đông nước Mỹ của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm cái món là cơm kiểu cơm chiên dương châu hải sản với lại các loại cheese. Mình đi làm về cho nên là mình sẽ làm cái này để ăn với lại ngồi nói chuyện với mọi người nha. Tại vì trong này hải sản nó có cái hải sản có con sò nè, rồi cua với lại con mực. Mọi người thấy không? Cơm. Nước tương à. Vừa ghé nước tương à. Ớt thật tế lại ăn cay đó, không biết sao giờ này về uống ăn cay nữa. Trời ơi, hôm nay rất là nóng. Nóng dữ lắm. Tới 8 mấy F ạ. Hôm nay á thì bên bang mình á là ông governor nó giảm có thông báo là đoạn bang là bắt buộc là phải đeo khẩu trang hoặc là sử dụng những cái gì là để che mặt mình. Hay nói là có lấy áo che bụng, nhưng mà một số người thì người ta chấp nhận ta làm, còn một số người ta không thích. Đó, mình trang này ta hôm nay sử dụng cái training đó, G7X mà có cái màn hình mà ở phía mình lật ngược lên đó, khi mà mình record cho mọi người đó, thì nó mình lật lên á thì mình nhìn hay nhìn qua màn hình, nhưng mà chắc mọi người hay thấy mình hay nhìn lên trên trời, tưởng là nhìn màn hình. Không biết ở tình hình ở Việt Nam như thế nào. Ở Việt Nam như chắc tháng 7 mở cửa lại cho một số nước rồi. Nếu mà rồi thì mình sẽ coi vé mình về chơi thăm gia đình. Mặc dù đi làm lại rồi, nhưng mà tình hình này vừa dịch vừa biểu tình nữa, thì thử hỏi mọi người sao mà ấy, cho nên cũng rất khó. Cái này cheese này còn rớt ở trên bàn nha mọi người, chứ không có rớt ở đâu hết á. Kệ, ăn giờ sống lâu mà phải không? Thì cái cheese này nó mọi người hay được xé ra như vậy nè. Cái này là rửa tay trước khi ăn rồi nha. Đó, thấy không? Đó, xé ra nè. Đó, cái này làm tụi con nít bên này nó hay ăn mấy cái này lắm. Cái này nó không có chi này, không mặn, không ngọt, nó vừa thôi, nó béo béo, nhai như là thịt gà vậy đó. Ôi cái thịt nữa, thấy không, như thịt gà.
Ăn hết cái mầm này chắc không đi được quá, không biết đi đâu rồi. Thôi thấy mình múc một cục cơm ở chỗ này không, nó có cái chi này à, ở miếng này nha. Nó có đậu nè, đậu xanh gì nè, với lại cà rốt. Bây giờ chưa ăn miếng mực. Mực á thì mua thì to như vậy, như cái ngón tay vậy, mà không hiểu làm lên á hả thì hả trời, sao nó béo lại còn có chút xíu. Ở nhà mình nó hay hỏi là sao uống cái nước đóng chai này không, thì ở bên này người ta uống nước đóng chai nhiều lắm, nó rất là phổ biến luôn. Ngon quá. Với lại có một số người nói á là một số người đang ở Việt Nam về Mỹ, về Việt Nam chơi á, chơi về Việt Nam chơi lúc Tết hoặc là vướng dịch á, nhưng mà thật ra là chuyến bay á từ Việt Nam cũng có một số hãng như của hãng ANA của Nhật á, người ta có bay qua Nhật và cũng có Nhật bay qua bên này lại, thì có một số người cũng về lại. Cho nên là nếu như mà mọi người ở Việt Nam mà có người thân hay là bà con hay là ai đó thì cứ tìm những cái chuyến bay của Nhật hoặc là chuyến bay nào á, hiện tại bây giờ có bay, tại nước Mỹ nó không có đóng cửa, cứ ra vô bình thường, không có gì hết á. Đi về cũng không có cách ly nữa, cách ly là tự bản thân mình cách ly thôi, nói 14 ngày chứ thật ra người ta tự cách ly mình nữa. Tại vì mình đi du lịch nhưng mà mình không có chịu, mình chưa có bệnh, chưa có chuyện, chứ không có triệu chứng gì hết á, nhưng mà bản thân á là người ta cũng khuyến khích như vậy thôi, nhưng mà tự giác bản thân mình cách ly, mình không tự cách ly thì người khác xung quanh cũng sẽ cách ly mình vậy á. Rồi Canada nói là mở biên giới với Mỹ là ngày 21 tháng 6 hay gì đó, nhưng mà bây giờ kéo qua đến hình như là gần hết tháng 7 luôn hay sao, hay là bữa có đọc cái tin đó là nói là kéo qua đến tháng 7 hay là bao nhiêu tháng 7 không, quên mất cái ngày rồi. Cho nên là rất là khó khăn trong việc di chuyển lúc này. Và mọi người thì không rất là thích tự do, mà họ 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 không có thích bị kiềm chế như vậy. Bây giờ là mùa hè thì người ta muốn đi chơi đó, mình nghĩ là cái vấn đề mà đi du lịch lúc này thì là không thể nào đi đâu được. Hôm nay làm cái clip này review cái món mà mình làm tới đây cho mọi người coi, với lại ngồi nói chuyện một số tình hình ở bên Mỹ này như thế nào. Thì hẹn mọi người clip sau, và có những cái có việc gì, có những chuyện gì á, thì mình sẽ thông báo cho mọi người để mọi người đều hiểu rõ. Với lại mình cũng có một số clip mà về
đi một số nơi ở ven biển miền Đông nước Mỹ á, hay là những cái nơi ở miền Đông nước Mỹ á, thì mình có quay clip lại thì mọi người cứ xem nhé. Mọi người nhớ share và like cho mình nha. Share và like, mọi người cứ đọc ngược lại đi là cái gì, với lại subscribe cho mình nha. Cảm ơn mọi người.